Vâng, xin chào các bạn đến với kênh livestream của bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn. Thì hôm nay bác sĩ sẽ nói một cái quy trình của một cái ca phẫu thuật thì bắt đầu như thế nào và kết thúc như thế nào nha các bạn. Thì đầu tiên á là bên đội ngũ bác sĩ thẩm là phải gây mê trước nha các bạn, rồi sau đó phải rửa người, rồi bắt đầu mới tới sát trùng, chải xăng, chích tê. Thì đây cũng đội ngũ nó cũng một bên đó thì gây mê một bên đó thì đang còn cùng các bạn. Thì các bạn thấy là một cái ekip bác sĩ Văn là lúc đầu thì bác sĩ không tham gia những cái quy trình này, và khi vô trải xăng sẽ trùng xong thì bác sĩ mới vô tách khoang, nhét túi và chỉnh một cái ngực cho nó đẹp. Thì các bạn có thể là trong cái khoảng thời gian đó thì khoảng tầm chừng 25-30 phút thôi nha các bạn, rồi sau đó thì ekip bác sĩ Văn sẽ tiếp tục những phần sau là để băng bó hay là thoát mê. Thì một ca nó chiếm gần khoảng 1 tiếng mấy, nhưng mà thực sự bác sĩ Văn làm trong giờ hội chứng khoảng 25 phút tới 30 phút thôi. Cho nên có một số bạn thì hỏi là tại sao một ngày mà tới mười mấy ca bác sĩ Văn có thể làm nổi. Thì các bạn tính đi, mỗi ca cho khoảng nửa tiếng thì 10 ca thì khoảng là bao nhiêu, thì các bạn tính ra mấy tiếng hồ trong một ngày thôi. Nếu một ngày đó là làm khoảng từ 5 tới 7 ca đi thì bác sĩ Văn làm rất là nhẹ nhàng. Cho nên trên 10 ca là cái chuyện nhỏ thôi nha các bạn. Vâng, xin chào các bạn.